Thưa quý vị, tuyến quốc lộ 1A đi qua đoạn cua Cái Tràm thuộc ấp Cái Tràm A1, xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi luôn trong tình trạng ngập nước trong mùa mưa. Nguyên nhân là do đoạn đường này dài khoảng 400 m không có lối thoát nước. Mỗi khi trời mưa, nước ngập tràn cả mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đã có vài trường hợp va quẹt giao thông do tránh đoạn nước ngập. Những lúc mưa to, nước ngập cả hai bên lề đường và tràn vào nhà dân. Khi hai xe đi ngược chiều, nước bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện, dẫn đến tai nạn. Nhất là giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện qua lại khu vực này rất đông. Một nguyên nhân khác, do tránh đoạn ngập nước, người điều khiển phương tiện lấn sang bên kia đường, dễ gây ra tai nạn. Giờ nó bít trơn rồi, ở dưới nó không có cho khai xuống, thành ra nó ứ vô đó hoài luôn. Thấy tội dữ lắm đi, trời ơi, mấy người gần người ta còn biết ta tránh, còn mấy người xa là đi té. Thế tôi sợ đường này quá trời luôn rồi. Đường này là nó ngập là lâu rồi, 6-7 tháng này đó, cũng như là hỏi mưa tới á. Mưa tới là nước nó dâng lên, bây giờ mà của ai cũng nâng cao hết trơn là nước nó dồn vô nhà nè, lúc nó trơn kìa. Đó. Rồi cái đường thoát nước thì người ta bít lại luôn à, đất của người ta đã bít. Đó. Mong địa phương sao làm sao mà cho nó có đường thoát nước cho dân đây đỡ chút. Mỗi lần mưa là nó phải cũng chết luôn á. Rồi mình thấy cái tình trạng mà chờ tai nạn giao thông là cái vụ mà tai nạn là né là hai lần rồi đó. Một lần thì ông chở bún, một lần xe tải với xe Honda quất luôn. Đó, là cũng như là tránh mấy cái vũng nước này nè. Đó, nguy hiểm lắm. Thời gian qua, tình trạng ngập nước luôn xảy ra thường xuyên sau mỗi cơn mưa. Người dân sống ở đây cho biết, do phía sau khu vực nước tự thoát đã hình thành dãy nhà ở, nên lối thoát ra sông không còn, và ao tự thoát nước cũng đã được san lấp, nâng cao hơn mặt lộ, nên thời gian bị ngập nước ở khu vực này sẽ kéo dài thêm. Nước ngập lâu ngày tạo nên những mảng rêu trơn trượt, làm cho người tham gia giao thông tự té ngã, nhất là vào ban đêm. Chưa dừng lại ở đó, người dân sống hai bên đường còn phải chịu cảnh khổ sở do nước ngập. Chỉ cần phương tiện chạy với tốc độ nhanh, nước sẽ bắn tung tóe vào nhà. Người dân đang rất cần ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có giải pháp cho nước thoát nhằm hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông khu vực này.